Sự đại nhà tổng ốc này là một chú chú mùi em mình xảy tôi tiết ra nâng nông hướng sẽ đại chân áp rộp lại ca phị tìm một phầy cho vẹn mùi lỡ hay nà. Còn tay mà nâng chú đã xảy hướng nâng này tổng ốc này cũng phát nà còn tôi chú subscribe nâng lưu channel TV review như mùi phong nà. Đã hủ cửa đóng mùi phong nằm bây từ tụ bán nâng video được cửa đôi chú phị thầm mây tiết á. Tỏ là dù mà tôi xảy hướng qua dương tay mà đón á nà. Đại ca bị phị môn lông là gì cả toàn đăng luôn ở lời tế đã có nó kê nhạc thông tì bẹt nâng hai chùm nà hai gì vinh cả rồi toàn khơi tay hai lục ta đã bỏ qua cả bán đánh cả nhà hàng chi hi cả đôi chị trinh mày nâng mất phẹt đã bỏ bẹt lông là gì pi nè tiết chanh máu ấy nè bây đã đa tập lập tôi vinh trinh mày cả thời bán cả nhà hàng chi hi nâng á sẽ xua tha mày ní hạ đại bán chùi chui niềng phần tay á trinh mày ba chị bộ bán giấy vinh tha biết chi cũng hoa đã bỏ khá nhom hai hưởng tự ăn ní á tẹt tông mùi niềng ấy giấy rối cả đá trinh tư phần tay nè đã được tua sắp nâng á mẹ róm tha đôi chị đang khâu hai thờ ghế tỏ là dân ca tập mới chốt nước không tẹt đã bỏ trinh mày vinh một đón á còn tập bác thuê châu tẹt liềm trinh mày cả chạp đam xe do mong mong sừng ngóm cho yom nâng nâng móng anh nam mà bọn nhân tranh mau có xua tha anh nơi tin nơi thua ấy miên bánh hai anh mền còn tập mà bọn nhân đam mới chết cả chạp đam ốc còn yom yom móng anh nam tụ bay mà có xua mày có chlao đài hay trinh mày á cả bán tập mưa long thì gì nó pet đài phần tay thời ta đã bọn con đã đánh tranh mà vinh đôi chia cái mà chẳng đó trinh mày xong vợ tập ăn có tha còn tập bán khinh qua tần tích cả bán đài còn tập đăng tha qua đó ấy nên đừng chạy chơi nhảy phần tay sầm đầy được bao lục ta được bao long thì gì anh nam làng chơi móng đôi con vậy tha có thở cao nè khang khéo mà khoan bị khổ xa long ấy hay con có hai son được sọc một phép nằm mốc chinh mày nâng tha cầm áo cọt khơn chinh mày nên nâng tiết á hai cái đá trên tay hai tự vai chinh mày vòng mày có cọp rom đá hai chinh mày có trăng lô cho tự không một đong tiết tay bàn tay thở son được sọc nâng cọt ban thầm tự yếm nên nâng anh cái nì sẽ đo lấy hai bàn tay pin nâng chinh mày ban tự đo cái lạnh đã hai di cọt lên vì dù long hòa đong á nè hai còn tự đo tin nô có sao mày khơn cọp lúc phép được bao cọt móng á nè đo nhiều chỉ mỗi khuôn anh tha ta là ni cọt nâng nè cất hai ban thầm tầng côi áo trơn yếm nâng khom đám chơi nâng anh hai cọ bằng hai khuôn chân xi mao tiết tay khổ pe đã chinh mày miền bắc ha cơ miền một cặp bẹt năng là hột hai pe đã chinh mày bác phụ này mau vui nhá khi không tớ mang ta hai gì ta phần ta có thời thế lại tăng một mau vui mong hai chân si của số tham mày co từ tu sao được bọc con hai co từ tu ban bom mày năng pi yon e ở hơi phần ta phụ kê co bảo đồng pi niềng đài phần ta đang tha từ hồ niềng nặng lạnh này ta đã xa từ lục pro chân si chạm ban tha ro pe đã chinh mày miền bắc ha cứ ta để mọi đám chơi năng ngày hai chinh mày á có chạm đám số tầng xe từ vinh tha ta long được gì năng mà chơi chấm lõi đã từ tu ban cứ thầm từ đăng tha là ni co có phong từ đây nên lực khỏe pet nè lão gì hai nơi ta sờ lọp toàn đăng khuôn là lão đi kia hai chinh mày cái chắp đám đưa rọp tôi khuôn anh tha ba mền pro tần niềng ấy bên đi ha long thì gì nâng hai gì á có mình chẳng đai vậy bà đá vô bà đá hai cặp phèo chân xin nâng chèn chai pin niềng ừ môn pe đần niềng thợ ba cọt đôi bộ nốt đá hai cặp hiệp nâng khọt đá chân tới na bàn tay thợ chân xin chắp tay chuẩn đôi cọt ba phèo nâng tha khụp giang nâng mình ấy ấy hai chinh mày vừa nâng đôi chỉ không khoát tật này để bắt khuôn anh đó lời còn từ lưng chân na có hồ từ chết kê áo kê ấy vậy tới khụp pe đá chinh mày miên pành ha miên tóc à pe nâng luôn luôn là hột mỏng anh na hai bề mặt ngay khỏi máu chinh mày có sầm rạch chết tha chộp hiển pi sả nâng anh na hai khoan từ khơi chinh mày đá châu không thạ nâng pleem sa khục khnê cả chập đá mơ mốc chinh mày khục khục khnê mỏng anh na là hột đá từ đó tóc đã niềng coi á hai ping ping còn nghe mà hỏi chinh mày đòi vậy tăng tật này tha vô tới thoa phần tai chinh mày cả ban tóc từ niềng tật nam nhớ vinh tha còn sau xa ấy hai cả ban tóc sờ phơi đã niềng ban hiển nâng ở ping ping phòng đá hai bề đam ping ping tha không sấp khẩu lực ọt công kê như không thạ tiết anh na còn từ lưng chắc cả nhà ping ping chập đam yếm ấp chinh mày vô mỏng hai pleem nâng phòng đá cả nhà hăng chỉ hít cả bàn trâu mà đòi hái đang nhảy tha trang chinh mày ta nên chọn ban này thảm mạch nhưng cả vùng phía mà nhóm mẹ đòn tha nhóm không men khi ban hiệp trong pan ca khập giang hai hai đại ban chỉ nướng chộp hiền hồi hai cậu đại chinh mày từ chua khang sả lá na đòi phép tha nên chỉ để chộp vinh phần ta thời chinh mày ban được sai đến na hai nên cậu con tật can tật chất ở bao cả nhà hăng chỉ hít nặng đá còn từ lứa kia nhảy chân hơi hăng chỉ hít còn nhảy tha nhóm mẹ tật chất bình ca nhóm ban thơ hưởng khập giang nặng niêng á hồi hai cậu phía dưới mà đại chinh mày tới tiết á phần ta chinh mày ban được sai bờ đòn tiết đây đòi nhảy tha khi mẹ bờ giáo chơi niêm ban sầm chất hao vậy còn từ lưng chân cả nhà hăng chi hi nâng cả chạp làm thẹt tổng mộng một đòn tiết đây hồi hai cả bài không đã chinh mấy đòi nhảy tha khi mà đang tha hưởng từ ăn nâng thân ngon chẳng nghề chim sôm to hay chinh mấy á lưu pin nặng đai bàn tay thơ pơ cho nhảy tha hả hai cả nhà hăng chi hi mọt rừng nâng á na có ba tay nhảy tha nhưng mà nhảy bị đòn nghề phải khi nên slow tập băng băng đã kê chẳng ngộ hay pe đã chinh mấy phẳng đá trên bị cái tốp nâng á na sao khổ khi nên không thân nặng cả chạp làm cho mầm mòn đòi nhảy sôm to từ can chinh mấy mình đẹp đòn mình đẹp đòn chẳng á hay chinh mấy bờ dương cả hiền cả ngủ đai đòi nhảy tha nhưng bất giờ cho chết chôn chẳng men hai bàn to tiết tha khổ pe đã nhôm nay chỉ muốn nẹt tặng óc nia cứ miên hưởng chỉ chờ này nhôm ăn chỉ long cạn hai khi nhôm nằng nực nẹt tặng óc nia nè giấy ha cần giấy liên tài can phục kê mà đong tiết nè hai mưa ping ping ngay nhôm lằng clang chân kê mòn to là can ta mưa khổ xa đã bắt chinh mày vinh mà đong anh nè à lâu ní cứ tóc tròn lật tóc ấy tại mà đã bón niên cả bán số tài can pa niên tha bón khoang phẳng ở giải về một phay chân nam ai không can thức can nghi nằng hai mày ban chỉ bón thở kê tài lệ tầm nãy nghe nghe mà đòi mua mà clang chân hai mà đã bắt chinh mày cả phẳng tờ hở nẹt nó cả lạnh can nghi đã bỏ đây quạt nè đầm bay sôi đang bị mua là hai đang mòn bàn tay thở pa đã bỏ chinh mày khoan hay mà đã bỏ chinh mày á cứ rẽ bài pa đã bỏ niêm một đi tiết đây
đó vậy tha đó sao tại bong chân ngay tập ban chơi mà nuôi cục khi cất tha ai tiên giúp họ bây giờ bị bong ban nắng tại ở đây là bà con đó ba chỉ xưa tập bôn quát tha ấy da hay anh ăn vô leo hay mà là bà chim mấy giờ có tôi bên tha con vô lệ là đừng quát đăng cho ba hai bị mọt ở đây là bà quát đã có ban vậy tha à bây giờ bán cá lăng chấm pua khổ xa long á cứ hưởng thông à tại ôn cất tha pua kê đang lên dân sù sù men còn từ lưới chân hai mà là bà chim mấy lần cho ba món ăn á với hai xưa tập ăn ở đây quát tha tại dân thật thương mà chơi hay ba là bà chim mấy có đang tha thật thương mà đá bàn tay hưởng nắng á cứ ham đánh khát cả mọi chuyện mấy đằng nói cất tha con sợi được bao con nắng á mình ai từ tu bẩn tục chờ trên nắng tê tê tôi sao ta lại nắng khôi chơi thường ở bẹ long rồi về toàn bát phong hả hai giây mình toàn chọc sủ bùa phong chinh mấy cái bác thuê cho máu ấy nè hay pa mà được bao nhiêu không phận lấy ai cái sao nắng lần lươn mong nói xưa từ con tha mấy cái màu vinh lươn mà bàn tay chinh mấy ba chỉ cái họ pa mà nên vinh tha đời sao từ khổ chụp sầm ra chẳng ai tập nên từ lòng mà tay hiện lươn tích hay plem nắng chinh mấy cái xưa từ căn mạng nên tha mà ta nhưng ai chụp hiện ba nó còn từ lưới chân hai pa mà được bao nhiêu cái xưa mà phong khuya tha hết ấy tay chinh mấy ba chỉ thưa chỉ sao tha không nên ai tê tại sao tại những cái tha hiện nó sẽ là nắng khai pe vận tai mặt bọn niên có ham mà nói con cứ hưởng khai băng sẽ là nắng ấy không ta hiện ta cứ ban này vận ta thom ăn vậy khi đi chọc sụp búa phong bom phở bao chinh mấy cái đốt máu bị khang khéo rồi sấy lưỡi tha mà pa thở cái đó chân bị đầm nái ngay hai chinh mấy á có chập ra nhẹ rồi sấy tha pa ta mau bị nhôm men nát khi đi đó là nè đang tân áp tân ấy vận tai pa bỏ qua ra ba chỉ bạn đã sai tha mấy đời sao tại chinh mấy cứ đời sao tại con đang trong plap đô đầm nái hai bị bom bỏ qua nó cứ chui chốt chui treo tử đó vậy tha thở ấy pa bà ai nghe thật ca nó mốc đồng này nhưng mà phải chân năm chiêng ấy chân cua tập lạp đôi viết còn o đa để bán lạp đôi giấy hưởng này toàn ở hong nó nghe phong phở được bao coi cái chắp đam tầm lý hưởng mùi tiết ấy đòi lực tu sắp mà hai gặp nhẹ bớt ha ha bóng cho hiến pi sẵn lá nó à thua ở chinh mấy mua mà bóng ăn khi không phẳng lệ ai nào mà nhá hay mà được bảo niên cơ xua mùa là hạt đai tha hạt đai ban chỉ niệm bộ bóng cho ca hiến nắng ấy nha hay pa được bảo niên ngay cơ xua tha mà pi khủ xa long mền tần ta chinh mấy bao giờ ngay cái chắp đam pep dùm cho món đang nhảy tha xong to pa mà nhôm cho hiến pi sẵn lá nó hay hay co bằng co bằng hai pa tiệt tại pa mà bảo niên cọc chi diêm luôn luôn chinh mấy ấy đã phép tha hưởng từ ăn nó nghe mền máu pi niên nghe đại pa bảo niên bắt băng làm này nó nghe cứ đời sao tại co amin smart pep hay mà được bảo khuôn cọc chi diêm từ lại cầm hoa nó mà lời co tha pa hai nó đời sao tại co đây để co tròi co nó cứ pu pu mọt pe hay mà được bảo niên cọc luôn luôn tha ở đây ở ta hiến sẵn lá nó cọc ban đây hay cọc xong bảo niên nó chụp bút tô khuôn anh tiệt ơi hay mà ta hụt pep khứ xa nó nghe sẵn lá khi mình tên hay cọc chập đam áo khuya na hay bảo màn thay khỏi mau chinh mấy cọc chập đam đã hở sẵn lá riêng nên na ta không biết sẵn lá na hiện từ tôi vô chinh mấy vậy đòi pu kê còn tập phép mà vinh tha pu kê mà ai từ tôi vô niên ban nè bên top pin năng chinh mấy bây giờ gặp chia diêm học học tam internet tiết đây hai niên co sầm lại chết đã pi cho hiện nơi sẵn lá mới còn lại tiết đó na các bạn ta chụp cho mỗi nương khang phanai sẵn lá năng đái đặt khang phanai sẵn lá năng cứ bên chết năng bùa từ ruộng sông khai có đôi chỉ càng nghe bao chinh mấy nơi sẵn lá cha cha na bên tai plem năng mà nè sấy năng niên co từ tôi ban từ sao pin nà kê mà nè hai pe gặp bông vậy năng phong đá còn nghe mà mơ mốc chinh mấy đã tập mốc play hai vậy từ căn nè sầm khang tiết tha viết cái chỉ hiện à mắt môi hồi hai cái đã từ sao cho hai ba mình chơi cho mỗi chinh mấy plem tha nên cô từ tôi học sẵn lá xe ngay bên tai chinh mấy bao giờ năng không phong ai kê tha mơ mà đong tiết tư bên tai mình nè sấy mình nè năng có ba để sai hai vậy phép chinh mấy tha là ni co rồi vồi rồi hai cái đá chinh tới na hai chấm po pan hai tầng on năng đá chinh mấy ở đây học sẵn lá riêng ban năng á cứ khuyên nà kê khéo pi khủ xa long nơi bực rai khôn ngay hai pe từ lọt từ te vinh mà pa là bảo nên có số tha mà đai sẵn lá hiền nô bên tai chinh mấy ban thầm từ cho thơ tặng một số đã pa mà là bảo luôn nè hai pa là bảo qua cầu tôi luôn ai tới đây tha cầm hoa tặng on năng á mà bị con tập con sấy được bà con năng ở đá châu hiền ban bên tai chinh mấy bao giờ ngân na có ban vậy lời tặng chặt pa mạng niên tha vì ở sầm khan nè bà san chỉ nơi không ti crong này ha ở miền nào kể từ tôi giật niên tên nên là tôi hiện là ti crong mũi tiệt còn từ lưới chân hai pa mạng bảo niên có phép a đây tai chinh mấy có ban lỡ hai paul phép pa mạng niên tha ao tầm miền khổ xa long nơi tôi tớ sẽ là hiền na có đôi khi đai có thời kế bạn để sai từ đá nâng cho hai tầm niên sầm lại chặt tha sông pa mạng bảo luôn từ hiện là crong mũi tiệt nè hai niên có ban phía ai cái xa được bảo luôn tỏ khang kê hao vậy mà giang vinh tiệt niên cả ai đã pi ở hà rập co ban đai dây và đá u đam co và đá nứt khnhi đai nâng á hai thoi mà pa đã bảo chinh mấy nâng của bạn chặt khang mình tên mong dây tới khnhi nà cái chân ai con sấy bao dương từ chân ai bị dương chân nghe ta chinh mấy các bạn phèm mạn niên tha niên nâng nực pu kê hai nâng mò lên pu kê chân á na chỉ chạp đó coi nè vẹn nè ở đằng tha thơ mấy ban tê ban thầm từ cha chân tới chân á na đời sao từ kê nó cứ kê thông khang mình tên mong bật nơi tiếc cần ở cả đó đo dây hướng nâng từng tấc này hủy hai chinh mấy cái sông pa mạ bảo niên chân khéo một ple đó na đam mây từ chụp mất phép mà nè hay chinh mấy ban từ chụp mau yu nồng yu yu nồng tiệp đó na còn từ khơi nương plem mau yu có số thao bóng thay từ bóng mau tin đi thở ấy còn từ lưỡi bị nâng hai chinh mấy cái tô tôi lần xét mong đang vậy tha nên đang khuôn này tha nên ăn cua mau tin đi hề với hai cái số thao ta long để gì nâng mà chơi bu cây cái phép nên tha có phật khổ thân ai bàn tay nơi từ sờ lòng chẳng hai nương cái sông bồi bu cây từng pin nè nâng nón khuôn từ chụp bẹ nâng lực trong khó
យមិនពេលដែលនាងចាក់ចាញ់ណាខនតលឺជីងម៉ៃ5អញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏សួរឡើងភ្ញាក់ផ្អើលហ្មងដោយសួរថាបងទៅណាប៉ុន្តែជីងម៉ៃបើយើងអត់ប្រាប់ទេនៅតែទទួលសុំឲ្យពីរនាក់ហ្នឹងនាំទៅជួបអប៉ិឡងរីយីដល់ឃើញជីងម៉ៃបបាក់ចិត្តចឹងពេកពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏សម្រេចចិត្តជូននាងទៅណាហើយនាងបានធ្វើទៅឈរមើលរូបរាងកាយរបស់ឡងរីយីពីចម្ងាយណាដល់ក៏ឥឡូវនេះកំពុងតែដាក់អុកស៊ីសែនដេកនៅលើខ្សែប៉ែតហ្នឹងណាហើយជីងម៉ៃអានិយាយរៀបរាប់ទៅកាន់រូបរាងកាយរបស់អប៉ិឡងរីយីនឹងទាំងទឹកភ្នែកថាឃើញលោកបាននិយាយថានឹងកាន់ដៃរបស់ខ្ញុំជានិច្ចទេហើយឥឡូវនេះមិនក៏លោកក៏ហត់អញ្ចឹងហើយជីងម៉ៃបងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏រៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកនឹងងាយដល់ប្រាប់ថាសុំទោសអាចបន្តខ្ញុំបានហើយឥឡូវនេះខ្លួនហ្នឹងក៏អត់ដឹងថាត្រូវធ្វើមកចំពោះអប៉ិនឹងដែរព្រោះឥឡូវហ្នឹងនាងចិត្តចាក់ចេញទៅចោលគាត់ទៅហើយក៏អង្គុយទម្លាក់ខ្លួនយំនៅមុខកន្ទប់អប៉ិនឹងខ្លាំងខ្លាំងហ្មងណាប៉ុន្តែភ្លាមៗហ្នឹងផងដែរមកយូរនឹងយូរយូរក៏ចូលមកហើយដោយសារតែសន្និសុខដែលតារបស់អប៉ិឡងរីយីដាក់ហ្នឹងបានមកដល់ហើយហើយយូរយូរក៏បញ្ញាមកនាំជីងម៉ៃចេញពីមុខកន្ទប់ហ្នឹងឲ្យលឿនបើសិនជាសន្និសុខហ្នឹងមកឃើញជីងម៉ៃច្បាស់ជាមានបញ្ហាធំហីហើយវាក៏ជាលើកចុងក្រោយដែរដែលជីងម៉ៃបានមើលឃើញមុខសងសារបស់ខ្លួនហ្នឹងណាហើយក៏ដាចេញពីមុខកន្ទប់ហ្នឹងទៅទាំងទឹកភ្នែកហ្នឹងតែម្ដងអូយជិះចាប់បងអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយចង់ប្រាប់ថាបាយទៅទាំងអាឡៃហ្មងណាសំដីមួយម៉ាត់ក៏មិនបាននិយាយរកគ្នាទៀតអាមុខក៏មិនបានប៉ះដៃក៏មិនបានប៉ះតោះឥឡូវយើងងាកទៅមើលគ្រួសារឡងវិញម្ដងណាដល់ឥឡូវនេះម៉ាក់របស់ហៃយីក៏ប៉ុន្តែសែតខ្លាំងមែនតែននិយាយទៅបាត់ក៏ប្រហែលថ្ងៃហើយរត់ធន់ឃើញទេហើយប៉ារបស់ឡងរីយីក៏ប៉ុន្តែនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងអ្នករករកនឹងដែរប៉ុន្តែពួកគេដូចជាមិនទទួលបានតម្រុយខ្លះពីហៃយីសោះហើយម៉ាក់របស់ហៃយីក៏ខំប្រឹងគួយសូត្រធម៌សំពះព្រះដើម្បីបងសុំឲ្យកូននឹងឆាប់មកវិញណាហើយប៉ាបកគាត់ក៏និយាយរឿងខ្សឹបខ្សឹបដែរខ្លាចប្រពន្ធគាត់លឺហើយទឹកភ្នែកទៀតដល់ក៏ប្រាប់ទៅកាន់អ្នករករកនឹងថាមិនថារស់ឬក៏ស្លាប់ទេត្រូវរកគាត់ឲ្យឃើញហើយគ្រាន់តែប្តីគាត់ដាក់ទូរស័ព្ទចុះភ្លាមប្រពន្ធគាត់ក៏សួរថាមិនដែរមានដំណឹងពីហៃយីអត់ប៉ុន្តែប្តីបកគាត់បានធ្វើតែដកដង្ហើមធំហើយមកក្បែរគាត់ក៏វិក៏បានដាក់គាត់ថាជាសញ្ញារកតាន់ឃើញទេធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងទឹកភ្នែករៀបរាប់ទៀតហើយដោយសារតែកូនប្រុសរបស់នាងគឺល្អខ្លាំងមែនតែនហ្មងជាមនុស្សដែលមានហេតុផលម្នាក់អត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងពិបាកចិត្តមកទេហ៊ុននៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏មិនចង់បានអីទៀតហេតុអីក៏មានរឿងចឹងចឹងកើតឡើងលើកូនប្រុសរបស់ខ្លួនណាហើយបន្តទាំងទឹកភ្នែកនឹងថាបើសិនជាហៃយីមានបញ្ហាអីទៅគាត់ក៏មិនអាចរួចបានដែរប្តីរបស់គាត់បានធ្វើតែអប់លួងលោមប្រពន្ធតែប៉ុណ្្នឹងឯងជួយអែតបានសមហ្មងណាអើយនិយាយពីថាសែតចូលសែតហ្នឹងឥឡូវងាកទៅមើលឈុតសែតមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមកភ្នែកនឹងសែតឲ្យអស់ហ្មងណាដល់ឥឡូវនេះជីងមកកំពុងតែរៀបចំធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងមួយទៀតណាហើយគ្រូសាររបស់នាងកំពុងតែជួនដំណើរដែរដែលម៉ាក់របស់នាងបានប្រាំថាជីងមកយ៉ាអញទៅទីនោះម្នាក់ឯងណាត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនផងត្រូវអត់បើមានលុយចាយអីទេមកហៅពួកយើងលើគេគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងហើយក៏អោបម៉ាក់របស់នាងឲ្យចាប់ដើមយំទៀតហើយហើយប៉ារបស់នាងក៏បានប្រាប់ថាគាត់នឹងសន្យាថាគាត់នឹងធ្វើមិនឲ្យជីងមកត្រឡប់មកទីនេះវិញហើយប្រាប់ឲ្យនាងរងចាំដំណឹងពីគាត់ណាហើយនាងក៏បានអោបម៉ាក់ប៉ារបស់ខ្លួនណាណារួចហើយងាកទៅប្រាំប្អូនប្រុសកំពូលខូចរបស់នាងថាកុំធ្វើឲ្យម៉ាក់ប៉ាខឹងទៀតលើអត់ហើយក៏អោបលាគ្នាជាមួយប្អូនប្រុសរបស់នាងទាំងសែតហ្មងហើយគាត់ក៏បានប្រាំនាងថាឲ្យមើលថែខ្លួនឯងផងហើយអ្នកដែលជួនជីងមិនទៅគ្មានណាគេទៀតទេគឺមានតែជួនស៊ីនឹងឯងដែលគាត់ឈរមើលសកម្មភាពគ្រួសាររបស់ជីងមិនបែកគ្នានឹងទាំងឈឺចាប់ហ្មងហើយបន្ទាប់ពីប្រាំគ្នាហើយណាជីងមិនក៏ចូលឡានទៅហើយហើយក៏អាចក៏តាមប្អូនឡាននឹងមើលប៉ាម៉ាក់របស់ខ្លួនដែលពួកគាត់លើកដៃបាយបាយនាងគ្រប់គ្នាមកនិយាយទៅអត់ចង់បាយគេប៉ុន្តែត្រូវតែបាយចឹងណាឈឺចាប់ហ่าហើយចំពោះភ្នាក់ហ្នឹងហើយនឹងវគ្គមួយហ្នឹងគឺចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯណាអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីភ្នាក់មួយរហូតដល់ភ្នាក់20ហ្នឹងណាហើយណាគេខ្លះចង់មើលវគ្គ2ជួយ comment ក្រោមវីដេអូណោះខ្ញុំដឹងផងណាហើយមុននឹងចុចបិទកុំភ្លេចណាជួយ subscribe ឲ្យអត់មានសៃទួចមួយផងណាអរគុណច្រើនបាយបាយ